Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã lựa chọn theo dõi chương trình Thông tin ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Sau đây là những nội dung chính có trong chương trình hôm nay, thứ tư ngày 20 tháng 7. Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 10 triển khai phiên chất vấn trả lời chất vấn. Gặp mặt kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân. Ngành công nghiệp long thú Hy Lạp bên bờ phá sản. Thưa quý vị, chiều qua kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 10 chuyển sang phiên họp toàn thể tại hội trường với nội dung chất vấn trả lời chất vấn. Các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu giải trình và ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh nhằm làm rõ hơn tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2022. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phan Việt Cường và các phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Xuân Vinh, Nguyễn Công Thanh chủ tọa phiên họp. Thay mặt đoàn thư ký kỳ họp, Chánh văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội Hội đồng nhân dân tỉnh Trịnh Minh Đức báo cáo kết quả phiên thảo luận tại tổ sáng qua về tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đã có 86 lượt ý kiến phát biểu với 149 nội dung, làm rõ thêm các nội dung đã được trình bày. Nhiều ý kiến đại biểu thống nhất cao với báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tình hình kinh tế xã hội có bước phát triển khởi sắc, tăng trưởng hầu hết trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng GDP 6 tháng tăng trưởng khá, thu ngân sách vượt dự toán. Nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt và vượt, tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP 12,8%, tăng 2,42% so với cùng kỳ năm 2021. Lĩnh vực công nghiệp và xây dựng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Tuy nhiên, doanh nghiệp hoạt động trở lại tăng nhưng gặp rất nhiều khó khăn do giá vật liệu đầu vào, giá xăng dầu tăng cao. Tình hình đời sống nhân dân ở vùng nông thôn, đồng bào dân tộc vùng cao gặp rất nhiều khó khăn, thể hiện qua mức chi tiêu, sức mua ở các chợ nông thôn, miền núi giảm đáng kể. Chỉ số PCI tụt hậu 2 năm liên tiếp, trong khi năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết 33 về công nghệ thông tin, chính quyền số, kinh phí rất lớn. Mặc dù đầu tư vậy, tại sao chỉ số này lại tụt hai hạng? Cần quan tâm chỉ số hài lòng của người dân, mọi ý kiến kiến nghị chính đáng của người dân phải được chỉ đạo, giải quyết triệt để, không để kéo dài. Mở đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Quảng Nam Phạm Viết Tích giải trình làm rõ thêm về tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở miền núi, cần chỉ đạo các huyện, xã miền núi tổ chức thực hiện đầy đủ, hiệu quả 11 nội dung thành phần trong chương trình Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 phù hợp với tình hình địa phương để phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra. Về hệ thống sản xuất kinh doanh, giống cây trồng, lâm nghiệp, Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Phạm Viết Tích cho biết, trong thời gian đến, triển khai thực hiện quyết định số 703/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình phát triển nghiên cứu sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030, sẽ xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình phát triển nghiên cứu sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Đồng thời nghiên cứu các chính sách để xúc tiến phát triển sản xuất giống đảm bảo yêu cầu về số lượng, chất lượng, xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực giống nông nghiệp. Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Quang Thử nhận định, hiện nay có rất nhiều dự án đầu tư công, tiến độ triển khai, giải ngân chậm, tình trạng chuyển nguồn, kết dư, kéo dài thời gian giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Theo số liệu của Kho bạc Nhà nước tỉnh cung cấp, kết quả giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 đạt 31,6%. Tuy cao hơn so với kết quả giải ngân cùng kỳ năm 2021 và trung bình chung của cả nước, nhưng chưa đạt yêu cầu đặt ra. Có 7 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 30%. Trên cơ sở ý kiến chất vấn của các đại biểu và trả lời chất vấn của các giám đốc sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu nhấn mạnh, tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm có bước phát triển khởi sắc, tăng trưởng hầu hết trên tất cả các lĩnh vực. Triển khai toàn diện, quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tốc độ tăng trưởng GDP tăng 12,8%, thuộc nhóm 4 tỉnh có mức tăng trưởng cao nhất cả nước. Thu ngân sách nhà nước tăng khá cao, công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được chú trọng. Số doanh nghiệp hoạt động trở lại tăng 53% so với cùng kỳ. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội tăng 11,9% so với cùng kỳ. Công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án trọng điểm, động lực, các dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp được tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ.
an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh, chủ quyền biên giới, biển đảo được giữ vững. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của khu vực nông nghiệp, khu vực thương mại dịch vụ, giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt mục tiêu đề ra. Công tác lập quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung của một số địa phương còn chậm. Các dự án, công trình trọng điểm triển khai chưa đảm bảo đúng tiến độ. Tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia còn khó khăn. Triển khai một số các cái dự án đầu tư chiến lược để tạo động lực phát triển cho vùng phía đông, vùng đồng bằng ấy, thì chúng ta triển khai cũng còn chậm. Việc này chúng ta phải thừa nhận. Bên cạnh đó, luật pháp của chúng ta còn nhiều vấn đề bất cập. Nếu mà làm một dự án nhỏ thì cũng không có không vấn đề gì lớn. Nhưng mà khi làm nhiều dự án mà mang tầm chiến lược là phải soi vào các cái quy định của hệ thống pháp luật. Nó áp dụng lên đối với các cái dự án chiến lược này như thế nào. Dẫn đến là chúng ta phải làm hết sức cẩn trọng. Nếu không khéo là sẽ bị vi phạm pháp luật. Cái công tác giải phóng mặt bằng. Đây là cái vướng mắc mà nhiều đại biểu cũng có ý kiến. Kể cả về cơ chế chính sách giải phóng mặt bằng, về tổ chức làm nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, chúng ta cũng còn bất cập. Nhưng cái bất cập này nó không phải là cái nguyên nhân quan trọng nhất, nguyên nhân căn cốt nhất để nói rằng là cái tiến độ của các dự án đầu tư nó bị chậm, kể cả đầu tư công và đầu tư tư. Có nhưng mà không phải là hoàn toàn đổ cho cái việc đó. Thứ hai là về tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng. Hiện nay là có những cái khó khăn bởi vì cái lực lượng ở đây rất là mỏng. Có chỗ thì tự chủ 100% được thì có thể hợp đồng thêm. Nhưng mà có chỗ không tự chủ được thì không được hợp đồng thêm. Thì cái điều đó nó cũng làm hạn chế đến cái việc mà triển khai ở những địa phương mà có nhiều dự án đầu tư công và đầu tư của tư nhân. Hôm nay kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10 bước sang ngày làm việc thứ 3 và chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin trong những chương trình tiếp theo. Chuyển sang các thông tin khác, chiều qua Công an tỉnh Quảng Nam long trọng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân 20 tháng 7 1962, 20 tháng 7 2022. Dự buổi gặp mặt có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phan Thái Bình cùng đại diện các sở ban ngành, đoàn thể, các lực lượng công an, quân đội đóng chân trên địa bàn tỉnh. Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng và Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng hoa chúc mừng cho lực lượng Cảnh sát Nhân dân Công an tỉnh. Diễn văn tại buổi lễ đã ôn lại truyền thống vẻ vang suốt 60 năm qua của lực lượng Cảnh sát Nhân dân. Phát huy những truyền thống đó, Công an tỉnh nói chung, Cảnh sát Nhân dân tỉnh nói riêng đã làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần quan trọng xây dựng và phát triển Quảng Nam qua 25 năm tái lập tỉnh. Từ năm 1997 đến năm 2021, lực lượng Cảnh sát Nhân dân Công an tỉnh đã điều tra khám phá gần 14.700 vụ, khởi tố điều tra gần 17.480 vụ với trên 23.000 bị can, kết thúc hồ sơ chuyển Viện Kiểm sát truy tố trên 14.300 vụ với hơn 23.200 bị can, bắt vận động đầu thú 1.378 đối tượng có lệnh truy nã, triệt phá hơn 1.600 băng nhóm tội phạm nguy hiểm, bắt xử lý gần 7.500 đối tượng. Trong gian khó, đặc biệt là thiên tai, bão lũ, dịch bệnh COVID-19, màu áo công an luôn hiện diện ở tuyến đầu, sát cánh cùng đồng bào, mãi là những hình ảnh gây xúc động trong lòng nhân dân. Với những thành tích đó, lực lượng Cảnh sát Nhân dân Công an tỉnh đã được tặng 6 huân chương bảo vệ Tổ quốc, 2 cờ thi đua của Chính phủ, 5 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 16 cờ thi đua của Bộ Công an. Có một tập thể và 16 cá nhân được phong tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng ghi nhận và đánh giá cao những thành tích vẻ vang của lực lượng Cảnh sát Nhân dân thời gian qua. Trong tình hình mới có nhiều thách thức như hiện nay, lực lượng Cảnh sát Nhân dân Công an tỉnh cần không ngừng nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tập trung xây dựng vững mạnh toàn diện, thế trận lòng dân vững chắc, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng chí Lê Văn Dũng tin tưởng toàn lực lượng sẽ tiếp tục kế thừa truyền thống, bước tiếp chặng đường sắp tới, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, qua đó góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng qua Ủy ban Nhân dân huyện Phú Ninh tổ chức buổi gặp mặt người có công với cách mạng tiêu biểu. Dự buổi gặp mặt có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca, đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội, cùng 220 người có công tiêu biểu trên địa bàn huyện.
Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo huyện Phú Ninh đã khai quát kết quả nổi bật quá trình công tác thực hiện chính sách chăm lo người có công với cách mạng và phong trào đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn huyện trong thời gian qua. Hàng năm, Ủy ban Nhân dân huyện ban hành các kế hoạch công văn chỉ đạo kịp thời, triển khai các chính sách mới có liên quan đến người dân, đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân người có công. Địa phương phối hợp với bưu điện chi trả đảm bảo kịp thời chế độ hàng tháng cho người có công với số tiền chi trả hàng tháng gần 4,5 tỷ đồng. Ngành lao động huyện cũng thường xuyên chỉ đạo các địa phương ra soát nhà ở đối với người có công với cách mạng có nguy cơ ngã đổ để kịp thời hỗ trợ. Tổng số nhà đã hoàn thành theo Nghị quyết 11 và Nghị quyết 15 của Hội đồng Nhân dân tỉnh tính đến tháng 2 năm 2022 gần 700 nhà với kinh phí gần 18 tỷ đồng. Ngoài ra, từ nguồn kinh phí của huyện và nguồn xã hội hóa gần 2 tỷ đồng, địa phương đã xây dựng và sửa chữa hơn 70 ngôi nhà cho người có công Phú Ninh. Dịp này, người có công nhận các phần quà của địa phương với tổng giá trị 132 triệu đồng. Sáng qua, huyện Nam Giang tổ chức hội nghị gặp mặt biểu dương người có công tiêu biểu nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Đến dự có ông Phan Thái Bình, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy. Hiện nay, trên địa bàn huyện đang quản lý 698 người có công cách mạng. Trong những năm qua, chính sách ưu đãi người có công trên địa bàn huyện Nam Giang cơ bản thực hiện tốt, kịp thời, chính xác, bảo đảm đúng đối tượng và đúng quy định. Phong trào đền ơn đáp nghĩa, công tác chăm sóc người có công luôn được chú trọng, quan tâm thực hiện, góp phần ổn định và nâng cao đời sống người có công, phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Tính từ năm 2017 đến 2021, tổng kinh phí chi trả chính sách ưu đãi người có công cách mạng trên địa bàn huyện gần 15 tỷ đồng. Dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Nam Giang đã trao giấy khen cho 4 tập thể và 8 cá nhân tiêu biểu nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Ủy ban Nhân dân tỉnh trao tặng 13 suất quà. Ủy ban Nhân dân huyện Nam Giang trao 80 suất quà cho các thân nhân gia đình chính sách trên địa bàn huyện. Sáng qua, Sở Lao động Thương binh Xã hội Quảng Nam tổ chức lễ truy điệu an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Đình Trung, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cất bốc tại phường Hương Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An về yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn tham dự lễ truy điệu và an táng. Liệt sĩ Nguyễn Đình Trung sinh năm 1928, nguyên quán xã Tam Xuân, huyện Núi Thành, nhập ngũ ngày 10 tháng 5 năm 1950. Trong những tháng năm gian khổ của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng chí Nguyễn Đình Trung hăng hái xung phong lên đường làm nhiệm vụ, cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đồng chí hy sinh ngày 22 tháng 6 năm 1954 tại đơn vị bộ đội chủ lực quân khu 5. Hài cốt liệt sĩ Nguyễn Đình Trung được Hội đồng hương miền Nam tại thành phố Vinh tìm kiếm quy tập, chôn cất tại nghĩa trang liệt sĩ phường Hương Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An từ năm 1997. Đến nay, gia đình và thân nhân liệt sĩ có nguyện vọng đưa thi hài liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam để tiện cho việc thăm viếng hương khói. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tổ chức cất bốc hài cốt liệt sĩ Nguyễn Đình Trung và bàn giao cho Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh an táng tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam theo đúng nguyện vọng của gia đình liệt sĩ. Cũng nhân dịp này, thị xã Điện Bàn tổ chức gặp mặt các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn. Những năm qua, cùng với việc thực hiện chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước, công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ trên địa bàn thị xã đã được xã hội hóa bằng nhiều phong trào sâu rộng và có ý nghĩa chính trị, xã hội nhân văn sâu sắc. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phan Minh Dũng, Bí thư Thị ủy bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc đối với các gia đình chính sách tiêu biểu. Tại chương trình, lãnh đạo thị xã đã trao 160 suất quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu, mỗi suất trị giá từ 1 triệu 500.000 đồng đến 2 triệu 500.000 đồng. Sáng qua, Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị lần thứ 9, nhiệm kỳ 2018-2023, nhằm đánh giá kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại của năm 2022. Tại hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Phan Xuân Quang đã quán triệt một số văn bản mới của Đảng của tỉnh ủy Quảng Nam đến các đại biểu. Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong 6 tháng qua, các cấp công đoàn trong toàn tỉnh đã nỗ lực triển khai, thực hiện tốt các chương trình kế hoạch đề ra. Trong đó, tập trung chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ thiết thực phù hợp với bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đã được triển khai với tổng số tiền hơn 58 tỷ đồng. 6 tháng qua, đã hỗ trợ xây dựng sửa chữa 23 nhà máy ấm công đoàn với số tiền 940 triệu đồng, hỗ trợ các trường hợp khó khăn với kinh phí trên 1 tỷ đồng. Các hoạt động như tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, tháng hành động vì trẻ em,
phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, chương trình phúc lợi đoàn viên và người lao động, tuyên truyền vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động tích cực tham gia các chương trình, cuộc thi do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tiếp tục được chú trọng thực hiện hiệu quả. Tại hội nghị, các đại biểu cũng thảo luận bàn giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong những tháng còn lại của năm 2022. Chiều qua, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam được thành lập theo quyết định số 428 ngày 16 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là nơi tổ chức khám chữa bệnh, phòng bệnh và phục hồi chức năng cho nhân dân các tỉnh, thành phố, khu vực miền Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, đào tạo và tham gia đào tạo nhân lực y tế. Bệnh viện có quy mô 500 giường bệnh với 19 khoa lâm sàng, 6 khoa cận lâm sàng, 7 phòng chức năng. Kết cấu hạ tầng hiện đại đồng bộ với 12 phòng mổ đạt tiêu chuẩn quốc tế. Khoa cấp cứu 24/24 và khoa điều trị tích cực có đầy đủ thiết bị hiện đại. Thời gian qua, bệnh viện đã thực hiện nhiều loại phẫu thuật khó, phức tạp với kỹ thuật hiện đại. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cũng là cơ sở công lập đầu tiên ở Quảng Nam điều trị bệnh nhân COVID-19. Tháng 7 năm 2021, đoàn y bác sĩ bệnh viện đã lên đường hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh phòng chống dịch COVID-19. Với phương châm, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam thân thiện, trách nhiệm, chuyên nghiệp, tập thể bệnh viện không ngừng đổi mới, sáng tạo, xây dựng bệnh viện ngày càng phát triển, ngang tầm với bệnh viện tiên tiến trong nước và khu vực. Thưa quý vị, sáng qua tại Hà Nội, Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam tổ chức triển lãm ảnh Tình hữu nghị Lào-Việt Nam đời đời bền vững. Tham dự có đồng chí Buôn Thông Chít Mạ Ni, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đồng chí Xin La Phong Khút Bay Thun, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước. Phía Việt Nam có đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Với 100 bức ảnh trưng bày, triển lãm giới thiệu đến công chúng mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc Lào Việt trong suốt chặng đường đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước ngày nay, khẳng định quyết tâm của hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước không ngừng vun đắp mối quan hệ Lào-Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Triển lãm cũng tập trung giới thiệu tới khách tham quan hình ảnh đất nước con người của đất nước hoa Champa tươi đẹp, giàu truyền thống lịch sử và văn hóa, đặc biệt là những thành tựu quan trọng mà nhân dân Lào đã đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Đây là hoạt động văn hóa có ý nghĩa, khẳng định tình đoàn kết đã trở thành di sản hiếm có trên thế giới giữa hai nước. Triển lãm diễn ra đến 21 tháng 7 tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, số 2 Hoa Lư, Hà Nội. Chiều qua, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận đã có văn bản khẩn gửi Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn liên quan đến tàu cá BTH-97478TS bị mất liên lạc trên biển ngày 10 tháng 7. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh nhận được thông tin của Đài Thông tin Duyên Hải Phan Thiết. Theo đó, một tàu cá của tỉnh Bình Định đã cứu vớt được 4 lao động trên tàu cá BTH-97478TS. Liên quan đến mạng xã hội lan truyền hình ảnh một khách đi máy bay đang cầm dao gọt hoa quả trên khoang khách, sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận vì cho rằng đã vi phạm quy định an ninh an toàn trên máy bay. Về vấn đề này, Cục Hàng không Việt Nam cho biết đã nhận được thông tin và đang giao Phòng An ninh Hàng không kiểm tra, ra soát toàn bộ vụ việc. Theo quy định hiện hành, dao lam, dao rọc giấy, các loại dao có lưỡi không bao gồm cán dao dài trên 6cm hoặc tổng chiều dài cán và lưỡi trên 10cm sẽ không được mang vào khu vực hạn chế, khoang khách của tàu bay. Cảng vụ hàng không miền Nam cũng khẳng định đang vào cuộc ra soát vụ việc. Được biết, Cục Hàng không Việt Nam cũng đang xác minh với nhân viên an ninh soi chiếu về việc để sót lọt vật phẩm cấm lên máy bay. Với nhân viên an ninh, nếu sau khi điều tra phát hiện lỗi nghiêm trọng, cố ý có thể bị thu giấy phép hành nghề. Thưa quý vị và các bạn, sau 20 năm triển khai Nghị định số 78 ngày 4 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ tại Nông Sơn, nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng trong công tác xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Điều này cũng góp phần tạo điều kiện để huyện hoàn thành mục tiêu giảm nghèo và phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
Trước đây, gia đình bà Đào Thị Phong, thôn Lộc Tây, Quế Lộc là một trong những hộ khó khăn của xã. Bốn đứa con trưởng thành không có việc làm ổn định. Năm 2018, biết đến nguồn vốn vay xuất khẩu lao động của Ngân hàng Chính sách Xã hội, bà Phong đã làm hồ sơ vay 50 triệu đồng cho đứa con trai út đi xuất khẩu lao động ở Nhật. Một năm sau, bà Phong tiếp tục vay thêm 50 triệu đồng để con trai thứ ba tiếp tục xuất khẩu lao động sang Nhật. Đến nay, hai anh em đều có công ăn việc làm ổn định, trả hết nợ cho Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, xây dựng nhà cửa khang trang, đầu tư trồng vườn cây ăn quả 1,5 hectare và gửi tiết kiệm 300 triệu đồng cho ba mẹ. Trước đây là năm 14 là con tôi được không có việc làm, ở chờ đi được xuất khẩu lao động là bên vay bên ngân hàng là 100 triệu. Là có nhờ cái vay ngân hàng đó mà trừ con tôi làm ăn gửi tiền gì, lo hết cũng được 500 triệu, gửi lo hết nhà cửa tròn cửa vườn đất, vườn tược trồng cây ăn trái ăn quả có hiệu quả. Hiện nay là ở đây ở con tôi, hai đứa con tôi ở bên Nhật là công việc ổn định rồi. Chủ trương cho học sinh sinh viên khó khăn vay vốn thực sự là chiếc cầu nối giúp các em có điều kiện tiếp tục học tập, thực hiện ước mơ của mình. Năm 2008, ông Cai vay Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện 8 triệu đồng cho đứa con trai lớn học trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Lần lượt ba đứa con sau đều nhờ nguồn vốn vay này để học đại học. Đến nay, cả bốn người con của ông đều hoàn thành chương trình đại học và có công ăn việc làm ổn định. Gia đình tôi á, từ hồi nói chung là qua đây là nuôi con cái lớn lên đang học trong trưởng thành, nhưng mà đến lúc đi học thì nói chung điều kiện trái là học được, cho nên đến lúc học được thì vô trường thi đạo đại học thì nói chung điều kiện gia đình rất khó khăn, cho nên là từ chỗ là khó khăn nhưng mà có cái điều kiện có gì nó có chủ trương chính sách cho nhà nước cho sinh viên nghèo để giải phóng, nên từ đó tôi được gia cho cái cháu đầu tiên đi học. Mà xa từ cái chỗ ra tới đầu tiên rồi đã học ra trường rồi tôi cũng có chung là cũng trả lẻ gốc cho ngân hàng đầy đủ, cứ tiếp tục đứa đi hơi thì vợ tư nó luôn đó, cho nên là tôi cũng coi như là ngân hàng nói chung địa phương rồi tội gì kiện nha, tôi ra hết rồi nói chung cho trả ra tôi cũng trả đầy đủ, cho nên hiện tại bây giờ nói chung là có trả ra trường, nói chung là thực tế rồi nó là kinh tế nói chung bây giờ cũng tồi ổn mà có trả không có cái nghề nghiệp. Việc triển khai các cái chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Nông Sơn trong 20 năm qua được cấp ủy, chính quyền đánh giá rất là cao, thể hiện cái sự phù hợp giữa chủ trương chính sách tín dụng ưu đãi với thực tiễn tình hình phát triển kinh tế xã hội và nhu cầu vay vốn của người dân. Qua 20 năm triển khai nghị định số 78, Nông Sơn có gần 19.000 lượt hộ vay vốn, đến nay tổng dư nợ đạt gần 205 tỷ đồng. Thời gian tới, địa phương sẽ tập trung các nguồn lực cho hoạt động tín dụng chính sách, phát huy tối đa hiệu quả đồng vốn, đảm bảo 100% hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đủ điều kiện vay vốn, được tiếp cận nguồn vốn, tín dụng chính sách, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển đi lên của đất nước. Mời quý vị cùng đến với một câu chuyện thế giới. Thưa quý vị, các biện pháp trừng phạt Nga của phương Tây liên quan đến xung đột Ukraine đang tác động tới nhiều nước châu Âu, trong đó có Hy Lạp. Tại thành phố Kastoria ở phía bắc quốc gia Địa Trung Hải, ngành công nghiệp may mặc từ lông thú nổi tiếng hàng trăm năm qua đang bên bờ vực phá sản do ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt. Hầu hết doanh nghiệp kinh doanh lông thú tại thành phố Kastoria đã không thể xuất khẩu sản phẩm sang thị trường chính là Nga. Sản phẩm không bán được, trong khi chi phí bảo quản cao đã khiến nhiều doanh nghiệp lâm vào cảnh khó khăn, sa thải hàng loạt nhân viên. Nỗ lực thâm nhập những thị trường mới ngoài Nga được đánh giá là khó khăn khi lệnh trừng phạt cũng cấm bán đồ lông thú cho du khách Nga. Trước tình hình này, nhiều doanh nghiệp Hy Lạp kỳ vọng EU sẽ dỡ bỏ lệnh cấm vận hoặc có những biện pháp hỗ trợ đặc biệt giúp tiêu thụ sản phẩm tồn. Bước sang mùa hè cũng là lúc mùa lễ hội độc đáo ở châu Âu chính thức bắt đầu. Từ đua thuyền, nếm cà chua hay giải vô địch lặn buồm thế giới, tất cả đều mang đến bầu không khí sôi động cho những ngày hè rực rỡ. Tại Đức cũng không ngoại lệ, hàng trăm người dân nước này đã đổ về hồ Sandberg để tham dự lễ hội đấu gậy độc đáo có từ lâu đời. Hồ Sandberg Đức, hàng trăm người đã có mặt từ sớm để theo dõi cuộc thi đấu gậy đi tìm vua ngư dân, một cuộc thi truyền thống đã có tuổi đời hơn 500 năm. Tham dự cuộc thi năm nay có 35 thí sinh đến từ khắp nơi trên nước Đức. Với trang phục ngư dân truyền thống sặc sỡ, trên tay cầm theo những chiếc gậy dài, người chơi đứng trên thuyền dùng gậy để đẩy nhau xuống nước ngay sau khi có hiệu lệnh. Người chiến thắng là người cuối cùng trụ lại trên thuyền mà không bị rơi xuống nước.
Người chiến thắng trong cuộc thi sẽ nhận được một chiếc cúp được triều đại Winslow Baxter của bang Bavaria trao tặng. Billboard thông báo mini album mới có tên Girls của ban nhạc S3 giành được vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Billboard 200. S3 là nhóm nhạc nữ K-pop đạt được thành tích này nhanh nhất kể từ khi ra mắt. Girls đã có một khởi đầu vô cùng mạnh mẽ khi trở thành album bán chạy nhất trong tuần tại Mỹ. Điều này cũng giúp bốn cô gái nhà SM Entertainment trở thành nghệ sĩ có album quán quân trên bảng xếp hạng Billboard doanh thu album. Theo Luminate, album mới của nhóm đã bán được tổng cộng là 56.000 đơn vị album trong tuần, trong đó 53.000 đơn vị là nhờ lượng doanh thu bán album vật lý, 3.000 đơn vị lượt nghe trực tuyến. Bên cạnh đó, S3 cũng là nhóm nhạc nữ K-pop thứ 3 trong lịch sử, lọt vào top 3 của bảng xếp hạng Billboard 200 sau Blackpink và Twins. Thông tin vừa rồi đã khép lại một câu chuyện thế giới hôm nay. Tiếp tục chương trình là tình hình dự báo thời tiết. Thành phố Tam Kỳ mây thay đổi, ngày nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, độ ẩm từ 65 đến 90%, gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3. Thành phố Hội An mây thay đổi, ngày nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm từ 62 đến 85%, gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3. Thị xã Điện Bàn mây thay đổi, ngày nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm từ 63 đến 83%, gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Núi Thành mây thay đổi, ngày nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm từ 68 đến 90%, gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Trà My mây thay đổi, ngày nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, độ ẩm từ 66 đến 96%, gió nhẹ. Thị trấn Thạnh Mỹ mây thay đổi, ngày nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, độ ẩm từ 67 đến 97%, gió nhẹ. Thị trấn Brown mây thay đổi, ngày nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, độ ẩm từ 65 đến 97%, gió nhẹ.